Anh mời Hải Anh. Chào anh Đăng nhá, chào tất cả 225 anh chị em trên diễn đàn. Nhà khỏe không anh Đăng? Rồi, anh khỏe luôn. Tất cả quê hương về Nam Định thì là càng ngày càng đổi mới, đúng không? Dạ, Nam Định đẹp đúng không anh? Đúng rồi, Nam Định rất là tỉnh Nam Định rất là đẹp luôn. Dạ. Đất đai ở những vùng quê càng ngày càng đắt lên. Đúng rồi. Ví dụ đấy. Dạ, những cái thằng Bắc quen nó đang bảo như thế này này. Là nói ví dụ như là lũ lụt bây giờ đúng không? Hay hoặc là bão. Cái bão đó hoặc cái lũ đó là chính phủ người ta không có người ta không có làm nên được và thiên nhiên làm ra. Thì những cái thằng Ba Que đen là nó bảo là tại cộng sản. Tại cộng sản, cái gì nó cũng đổ là tại cộng sản. Tại cộng sản là không học thức, rồi là sinh ra từ nghèo đói, rồi là vân vân và vân vân, rồi là nó phân chia chủ tộc nữa, nó phân chia tôn giáo nữa. Nó bảo là đạo Phật là không có học thức, còn đạo tôn giáo là chúng nó đều có học thức hết. Đấy, thì tất nhiên em không ở trong cái trong lĩnh vực này, em không nói đến tôn giáo, nhưng tất cả trên đất nước Việt Nam của chúng ta đấy, hàng bao nhiêu tôn giáo người ta đều là người Việt Nam hết. Đạo Phật hay đạo tôn giáo hay đạo gọi Muslim, gọi là đạo Hồi giáo, hay là hoặc những người ở trên vùng sâu vùng xa, gọi là cái vùng mà gọi là miền núi, nó gọi là Thái đấy anh. Đấy, người ta cũng là gọi là người Việt Nam chứ gọi là người gì, đúng không? Đấy, nó cũng là đều người Việt Nam. Tất cả trên Việt Nam là con người của Việt Nam, có nghĩa là người Việt Nam chúng ta không phân biệt. Nhưng như cái thằng Ba Que là nó toàn chửi là nó phân biệt chủ tộc, xong nó chửi người Việt của chúng ta là như vậy thôi. Là những cái thằng đấy đó, những cái thằng mắt dậy anh. Cho em kết. Cứ nếu như mà cái diễn đàn của anh nói về lịch sử hay là nói về chính trị thì em không nói rồi, các anh đã nói hết rồi. Nhưng nếu mà nói vào những cái thằng Ba Que là em phải nhảy lên. Đấy. Đúng. Vì những cái thằng Ba Que nó mắt dậy anh ạ, nó mắt dậy lắm. Nó mắt dậy cực kỳ luôn. Cái gì nó cũng đổ cho cộng sản, cái gì nó cũng đổ cho Việt Nam, rồi nó chửi những cái lãnh tụ không ra cái gì. Đấy, nó mắt dậy. Thế bây giờ hỏi những cái lãnh tụ của nó, nếu như cái ngụy quân ngụy quyền đấy, nếu như mà nó tốt đẹp thì nó phải tồn tại và nó phải đi đến cường quốc Nam Châu, đúng chưa? Đấy, cái đó là chúng ta phải nói sự thật. Nếu như nó giỏi, đấy, nó có cái đầu óc giỏi và nó có đạo đức tốt thì rõ ràng 90 triệu dân người ta phải hoan nghênh những cái loại đó, những cái con người đó chứ, đúng không anh? Tại sao nó không tồn tại? Tại sao nó phải thất bại? Thì cái thất bại đó thì anh phải công nhận và anh phải chấp nhận để cho thế hệ khác người ta đi lên, thế thôi. Đấy. Ví dụ như bây giờ em không bênh gì cộng sản. Ví dụ như bây giờ cộng sản cũng thế nhá. Nếu như cộng sản không làm tốt, đúng chưa? Cộng sản không có trình độ, cộng sản không đi đến cường quốc Nam Châu thì chắc chắn 97 triệu dân người ta cũng phản đối, đúng chưa? Đâu có phải riêng gì anh em mình đâu. Đấy, đúng không? Đấy, nó rõ ràng ở cái đó. Cho những cái thằng Ba Que chẳng qua ra là nó lôi kéo những người thiếu hiểu biết ra tù vào tội. Đấy, rồi là nó muốn đổ chế độ. Đấy, rồi là nó bảo là phải 1.000 người, 20.000 người, 30.000 người phải xuống đường, phải như này như khác. Mày đa đảng kia kìa, ở bên Thái Lan kia kìa anh kìa. Đấy, giờ nó cũng bạo loạn hết cả nên đấy. Nhìn thấy chưa, sung sướng gì giờ. Chết người dân, những cái người mà người ta buôn bán ở ngoài đường, nó đập phá hết, không còn cái gì. Đấy là chết người dân chứ đâu có chết chính phủ đâu. Chính phủ nó không có chết, chỉ có người dân chết thôi. Đấy, chúng nó ngu là nó ngu ở cái đó. Đa đảng, tại sao ý như em nói, đa đảng ở Việt Nam chưa thể được. Vì đất nước là nó còn non trẻ lắm, chưa thể được đa đảng bây giờ. Đấy. Chính vì ở bên Mỹ đa đảng đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, ở bên Mỹ bây giờ đa đảng đúng chưa, có một bên cũng là cái loại ba sọc đó, một bên thì nó thích thằng Trump, nó thích thằng Trump, một bên thì nó thích thằng Biden, thế mà nó cũng đem nó đâm nhau, nó đem nó chém nhau, ba sọc với ba sọc nó đâm nó chém nhau và nó giết nhau. Thì anh bảo ở Việt Nam cũng thế thôi đấy, cũng có những cái thể loại như thế đấy, vì nó kém cái hiểu thức, thích ai thì nên bầu cử, đúng chưa? Đấy, chứ không cần gì phải đâm chém nhau như vậy. Chính vì là chúng nó không có cái học thức,
chúng nó không có những nhận định thế nào là người Việt của người Việt. Đấy, chúng nó chỉ thích thằng nọ, thích thằng kia, xong tự nhiên là nó ra nó chém người Việt mình. Thằng Biden nó đéo chết, thằng Trump nó đéo chết, và chưa gì thằng Ba Que nó đã chết mẹ rồi. Đấy, anh thấy không? Đấy, nó là ác, nó ác của cái đó. Chính vì thế bây giờ nó bảo Việt Nam bây giờ cũng phải có bạo loạn. Đấy, anh thấy nó ác ở cái đó không? Đấy, tại sao Việt Nam phải bạo loạn? Người dân có miếng cơm ăn áo mặc, tất nhiên mình không thể so sánh được. Cái ngón tay còn có ngón to ngón nhỏ, đúng chưa anh? Đấy, con người cũng thế thôi, cũng có người giàu và người nghèo. Ở Việt Nam cũng thế thôi, ở bên Tây này cũng thế, cũng có thằng Tây to, cũng có thằng Tây bé, có phải thằng nào cũng giống thằng nào đâu. Đấy, ở Việt Nam cũng thế thôi, người ta làm kinh tế cũng thế thôi, người nào người ta nhanh nhẹn, người ta giỏi giang, đấy, thì người ta thành đạt. Đấy, còn người nào không nhanh nhẹn, kể cả có tiền tỷ đến trong nội cũng vất đi. Đấy, đúng chưa? Ở bên đây cũng thế thôi, có những người người ta đi nước ngoài, một năm người ta về Việt Nam một lần. Có những người đi nước ngoài 10 năm, 20 năm chưa về Việt Nam một lần. Mà trong khi đó ở bên Mỹ thì à, hàng bao nhiêu người Việt, cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa đó, người Việt ở bên đó đấy, vô cư, vô tận luôn, vô cư, kinh khủng khiếp luôn. Người vô gia cư đấy, vô gia cư, kinh khủng khiếp luôn. Không có nhà, có cửa, đều đi ở bụi rậm, cắm một cái nều lên, che một cái mảnh vải lên, ở như một cái chuồng chó. Đấy, chuồng chó ở Việt Nam nó còn đẹp hơn. Chuồng chó ở Việt Nam người ta còn đóng khung gỗ cho đấy. Nhưng mà anh nhìn đấy, những cái bọn mà Ba Que ở bên Mỹ đấy, nó ở vô gia cư, anh thấy nó khổ không? Mà trong khi đó những cái thằng mà Ba Que Ba Cẳng nó không kêu gọi cho thằng Mỹ để nó ủng hộ, để nó có cái chế độ cho những cái người đấy đi. Nó hô hào là ở bên Mỹ là tự do dân chủ, có đủ mọi thứ. Thế mà đấy, đủ mọi thứ mà ở bên Mỹ hàng bao nhiêu người vô gia cư, hàng bao nhiêu người vô gia cư. Nếu bây giờ mình bấm ở trên Google lên nhá, ở bên Mỹ vô tận người ở vô gia cư, nhiều lắm anh, người Việt mình đấy. Đấy, à, xin lỗi không ít đâu. Em ấy, anh kể, anh vừa xem một cái clip, tức là cái cô gì, không phải cô Phượng, cô gì cũng là ở Cali ấy. Cô khi cô đi quay những cái người vô gia cư thì là vô tình ở có một người cháu và bà chị ở Việt Nam này, người ta nhìn thấy người cậu của người ta ở bên Mỹ vô gia cư, cho nên đứa cháu nó mới kêu gọi thôi cậu ơi, cậu ở bên đó cậu khổ quá, cậu sống như thế, cậu về đây, về Việt Nam cậu sống, chúng cháu sẽ bao bọc cậu đó. Đấy, đấy. Em chia sẻ hàng bao nhiêu cái clip người Việt vô gia cư đấy ở bên Mỹ đấy, em chia sẻ hàng bao nhiêu người cái clip như vậy đấy, mà trong khi đó anh có tin mà có những thằng nó vô gia cư nó lại còn cứ xí rồi như này, tao thiếu gì tiền, tao có tiền tao mua vé tao về chứ, nếu có tiền làm sao mà đi ở cái chỗ chui chỗ nủi chỗ như cái chuồng chuột ở ngoài rừng vậy đấy. Nó còn xí nữa cơ, mà trong khi đó thì một xu không có ấy mà sau này cứ bảo sao chúng mày không sang Mỹ mà sống nhỉ. Lại còn hỏi cái kiểu đấy nữa, sao chúng mày không sang Mỹ mà sống nhỉ? Mẹ rõ ràng mình vô gia cư, mình còn rủ những cái người ta có ăn sang, cái người Việt Nam quá giàu rồi phải sang Mỹ sống nhỉ? Mình chỉ vô gia cư đấy, anh thấy nghe thấy nó buồn cười, nó ở cái đấy đấy. Đấy, cái con người nó ngu thì nó đi đâu cũng ngu. Đấy, và kể cả những cái thằng phản động cũng thế. Nó ngu thì lúc nào nó ngu, nó cứ bảo chứ. Ôi giời ơi, cộng sản nếu như ông Trump lên nhá. Kể cả nước Mỹ. Ê, em xin lỗi, kể cả nước Mỹ, thằng nào lên, tổng thống nào lên em cũng không có quan trọng, kể cả là Biden hay là hoặc là thủ tướng Trump, em cũng mong ông Trump lên để xem cộng sản nó có đổ không. Đấy, nó bảo nếu ông Trump lên là cộng sản 6 tháng nó sẽ đổ luôn. Đấy, thử xem, chúng nó có cái đầu óc nó ngu đến mức độ như vậy. Thì em không có trình độ nhá, em không có trình độ, nhưng em hiểu được như thế thì những cái thằng mà nó lên những cái diễn đàn để nó phản động đất nước mà nó nói nó có trình độ thì anh thấy là nó ngu đến mức độ nào đấy, để cho cái đứa mà nó không có học thức nó chửi vào mặt cho đấy, anh thấy không, nó ngu đến mức độ vậy mà nó bảo nó vỗ ngực là nó có học thức đấy, còn chúng ta sinh ra là từ nghèo đói đấy, mình, từ vô học. Mình anh nói với em này, và nói với mấy ông Ba Que một điều này, ông Trump ông có tái đắc cử hoặc ông Biden ông lên thì cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam vẫn là cứ là tốt đẹp. Đấy. 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 Đấy.
chứ 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 nên nó đã ảnh hưởng gì đến, kể cả là ông Trung ông ghét thằng Trung Quốc đi chăng nữa, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến thằng Việt Nam, đúng chưa? Làm sao nó ảnh hưởng đến thằng Việt Nam? Nhưng em cũng mong cho ông Trung ông lên, vì ông Trung ông làm kinh tế tốt, nó cũng tốt cho thế giới nữa, cái điều đó là ok, cũng được, không sao. Nhưng để xem cộng sản nó có đổ không. Đấy. Nó ngu đến mức độ cái người cộng sản của chúng, cái người người ta lãnh đạo đất nước, cái người cộng sản người ta nhìn con đuổi đực, con đuổi cái như thế nào người ta còn biết nữa nào. Đấy, giống như hai cái thằng ở bên Mỹ đấy anh. Đấy, Việt Nam rất là khôn, những cái người mà an ninh của thế giới hoặc là an ninh trật tự hoặc là rất là tinh. Hai cái thằng bên Mỹ, nó, mấy cái thằng ba que nó ở bên Mỹ không có hiếp dâm. Đấy, không có hiếp dâm. Bây giờ với lại không có buôn mạng heroin, cocaine như ở Việt Nam. Bây giờ anh bằng nói chứng với em như này. Bằng chứng vừa bằng rồi nhá. Vừa rồi đấy, đấy. Việt Nam đã hợp tác với Mỹ, đã bắt được hai cái thằng mà đấy. Ở bên Mỹ sang Việt Nam là đúng rồi. Và hai thằng đấy, một thằng mắc tội là buôn ma túy, hiếp một dâm. Thằng thì hiếp dâm. Dâm trẻ cho nên là đấy. Bắt được hai thằng đấy giao cho Mỹ. Và có một cái tin tức này các bạn phải hiểu rằng, vừa rồi ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo sang Việt Nam gặp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm để làm gì? Đấy, cho nên mấy thằng ba que ở bên Mỹ cẩn thận, chúng mày cứ chống phá Việt Nam đi, chúng mày cứ thành lập tổ chức đi, thì Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ và sẽ ký một cái hiệp định về cái dẫn độ, sẽ tống đưa chúng mày về Việt Nam xét xử nếu mà chúng mày chống phá đất nước Việt Nam. Chỉ cần biết rằng là ông Pompeo vừa mới hôm ngày sáng này, ngày hôm nay đã hội đàm với lại Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam. Đấy. Anh ơi, với lại chính phủ ở bên Mỹ, Trump người ta biết thừa những cái con người của chế độ Việt Nam, có một số con người của chế độ Việt Nam nó chống phá, nó không chống phá, không những ở Việt Nam mà nó còn tàn tệ ở bên Mỹ nữa cơ. Anh thấy không? Nguyên cái vụ mà đâm chém nhau đấy, là người ta nhìn người ta cũng đánh giá rồi, còn cái gì nữa anh? Một thằng thì thích Biden, một thằng thì thích Trump, thì đấy có thế thôi mà nó cũng đâm chém nhau đấy. Đấy, anh thấy không? Rõ ràng, giống như em đây cũng thế thôi. Em ở cái đất nước tự do, em cất nên những cái gì mà ở tự do có. Em nói sự thật chứ, em có phải là đặt điều cái gì đâu. Mà nó cũng đe dọa em. Em sợ gì chúng nó? Em sợ thì em đã không nói. Mà em nói thì em... là nó có sự thật ở trên những cái đất nước tư bản này. Đấy, chứ đâu có phải. Mẹ ở trên đất nước tư bản này, một ngày đây này, em đi làm 16, 17 tiếng mới đủ ăn. Một con xe em phải trả. Một con xe em phải trả góp tổng cộng tất cả các con xe đấy một tháng. Em phải trả 17 triệu. Yến, em cứ nói gì ạ? Cho anh một phút nhé. Dạ, đấy. Ok anh, đấy. Tâm sự cho 225 anh chị em. Đấy, một con xe của em nha các anh chị nhé. Đấy, là em đang ở, em mua trả góp ở bên Hà Lan này. Em phải trả mỗi một tháng 17 triệu các anh chị ạ. Cả tiền thuế đường này, tiền xăng này, tiền trả góp này, rồi tiền bảo hiểm 2 triệu này các anh chị ạ, là 17 triệu một tháng đấy các anh chị ạ, 17 triệu tiền Việt mình một tháng đấy. Còn tiền nhà của em ở bên đây các anh chị ạ, tiền nhà của em đấy, em thuê này, cái nhà này nó ở dưới mặt đất. Nếu như em thuê của chính phủ nhá, thì em phải đăng ký của chính phủ trong vòng 10 năm, 5 năm thì em mới có nhà được. Đấy, còn nếu như em không đăng ký của chính phủ thì là không thể, không mà có đăng ký cũng không thể đợi được, vì 5 năm đến 10 năm là 1.200 euro một tháng tiền nhà ở đấy các anh chị ạ. 1.200 một tháng thì cả anh chị tính ra cho em 1.200, tính ra bây giờ 30 triệu tiền Việt mình một tháng đấy. 30 triệu tiền Việt mình một tháng tiền nhà ở bên đây đấy các anh chị ạ. Đấy, và cộng với lại cái tiền xe 17 triệu một tháng nữa là bao nhiêu rồi? Là 47 triệu rồi các anh chị. 47 triệu nguyên là chi tiêu tiền nhà, tiền cửa, tiền bảo hiểm y tế em chưa có tính đấy. Tiền bảo hiểm y tế của em chưa có tính. Đấy, tiền ăn, tiền uống của em chưa có tính. Tiền quần, tiền áo hàng tháng cho em và cho chồng, cho con còn chưa có tính. Đấy, các anh chị bảo làm vất vả lắm, không phải đơn giản đâu. Ngày xưa em ở Việt Nam, em cũng béo tốt lắm đấy các anh chị ạ. Cái thời kỳ nào ở bên đây em đi làm rất là vất vả. Em còn có 40 cân. Các anh chị, một ngày em làm 17-18 tiếng. Các anh chị, em chỉ ngủ trong vòng 2 tiếng là em phải dậy em làm. Và cái làm hàng của em, nhất là hàng ăn thì các anh chị, nào là phải
xem thịt thối hay thịt thiêu rồi thịt nọ thịt kia, không có, nó kiểm tra vệ sinh, nó kiểm tra môi trường, là nếu như mình không đảm bảo được đồ ăn là bị phạt. Đấy, các anh chị đâu có phải đơn giản đâu. Em thuê một cái chỗ con còn còn đấy, 4 mét vuông, với 4 mét vuông là 8 mét. Mà trong khi đó em chỉ đứng như kiểu cái xe như vậy, anh bằng nhìn rồi đó đúng không? Cái xe của em như vậy đấy, nó bé xíu như vậy. Em phải đầu tư vào 15.000 euro. 15.000 nó tính ra là 450 triệu tiền Việt mình rồi. Chỉ mỗi cái xe như vậy thôi. Còn tiền chỗ của em nhá, là mỗi một tháng là em phải trả cái chỗ đấy là 400. Cái chỗ đất đấy, đấy, cái chỗ đất, mỗi cái đất không đấy, 4 mét vuông và 4 mét vuông là tổng cộng 8 mét vuông. Mà em phải trả 400 euro, nó tính ra 10 triệu tiền Việt một tháng. Em không bán em cũng phải trả, không bán cái gì cũng phải trả, kể cả là xe ô tô ở bên đây cũng thế thôi. Cái tiền mà thuế đường, em không đi, em hàng tháng em vẫn cứ phải trả. Đấy, luật ở bên đây nó khắt khe lắm chứ. Như ở Việt Nam nhá, đúng, người ta làm cái bót như vậy, các anh chị đi qua cái bót đấy thì các anh chị mới trả tiền. Còn nếu anh chị nào không đi qua cái bót đấy, có khi một tháng không mất đồng tiền xe nào, đúng chưa? Cái tiền thuế đường đấy. Nhưng ở bên đây là anh không đi cũng phải trả tiền thuế đường ở bên đây nhá. Mỗi tháng em đóng 60 euro cái tiền thuế đường, nó vào 1,5 triệu một tháng. Anh không đi anh cũng phải trả, miễn anh có xe, anh đăng ký không, xe rồi bắt buộc anh phải trả không, hàng tháng anh cũng phải trả. Ở Việt Nam thì ví dụ mình có cái phí gọi là bảo trì đường bộ, ví dụ một cái xe của anh ấy là xe 5 chỗ thì một cái kỳ đăng kiểm của anh thì đóng có 1,6 triệu à. Yeah. Tiền bảo trì đường bộ. Yeah. Yeah. Trời ơi, ở bên đây trời ơi, em nhá, anh bằng em đi 17 năm rồi. Chỉ có 2 năm là em được nhàn nhàn một chút thôi, 2 năm nay là em được nhàn nhàn chút thôi. Còn 15 năm đổ về trước rồi, em khổ như chó ở bên đây. Trời ơi, anh không tin đâu. Đít thì chồng xuống đất, đầu thì chồng đất, đít chồng lên trời. Một ngày 16, 17 tiếng, lúc nào cũng thế. Bây giờ thi thoảng cũng em cũng phải làm đến 3, 4 giờ đêm nữa chứ, cả anh tưởng à. Đấy, đâu có vẻ đơn. Nhất là cái đợt Covid này nữa là chết hết rồi. Chết, em sập mất 2 cửa tiệm rồi, chết hết rồi. Đấy, cứ bảo chính phủ nó bù cho nhưng có đủ đâu cả anh chị. 2 cửa tiệm của em nhá, cửa tiệm ăn ấy, nó bắt đóng cửa suốt. Đấy, thì nó bắt, ví dụ nó bắt là 7 giờ mở cửa, 10 giờ đóng cửa, 9 giờ đóng cửa, thì bố thằng khách nào nó vào, mà mỗi, mà vào không phải là ngồi đông được, nó cho 2 mét một cái bàn, 2 mét một cái bàn mà phải có cái kính ngăn như thế này nữa. Đấy, thì anh bảo nó đền bù cho đáng là bao nhiêu, đầu tư như cái đó đã hết bố rồi, trong khi đó hàng tháng thuê nhà thì thuê nhà của tư nhân, chứ không phải của nhà nước. Tư nhân thì cứ đến tháng nào, kể cả Covid hay không Covid, mày cũng phải trả tiền cho tôi. Tôi cũng phải có tiền ăn, tôi cũng phải trả tiền chi phí của tôi chứ, còn nếu cô không thuê được cô ra khỏi nhà. Đấy, em bị 2 cái cửa hàng em sập rồi chứ phải không đâu. Em còn mỗi cái va khẩn đấy, mỗi một cái xe đỗ ở ngoài đường đấy, thì cái tiền gọi là cái tiền chỗ nó không đáng là bao nhiêu, thì em còn trụ được. Còn 2 cửa hàng ăn nhá, là coi như cà phê nhá, một cửa hàng cà phê thì cũng bán luôn cả đồ ăn nhẹ vào đấy nữa. Đấy, rồi cửa hàng ăn tối nhá, cũng bị sập luôn rồi. Đấy, 2 cửa hàng em bị sập hết rồi, còn đâu nữa đâu anh. Đấy, cứ bảo đúng chính phủ đây có đền bù cho, nhưng cái đền bù đó không đáng kể. Đấy, vì mỗi một tháng em thuê nhà những 2 cái cửa hàng đó gần 10.000 euro rồi. Mỗi một tháng 2 cửa hàng đó gần 10.000 euro rồi. Đấy, điện nước các thứ chưa tính, nhân viên chưa tính các thứ. Đấy, thì anh bảo thì rõ ràng nguyên cái tiền nhà 2 tháng anh không bán được cũng phải trả 20 triệu rồi, 20.000 euro rồi. Thì anh bảo 3 tháng thì nó trả sập bố đi, còn nó đền cho đáng là bao nhiêu đâu. Nó đền cho mỗi cửa hàng được 4.000 euro, thì anh bảo anh thua cái gì. Mà trong khi đó mỗi tháng em thuê một cái cửa hàng đã gần 6.000 rồi. Cái nào cái rẻ nhất là đã 4.000. 1.000 là 25 triệu nhá, nói cho các bạn biết một đấy. Yeah. Tôi nói các bạn này, qua đây tôi nói cho các bạn này, ngày xưa con tôi học ở Thụy Sĩ, thì ở bên Pháp, công ty bên Pháp người ta nhận làm nhá, nhưng mà lương tháng người đầu người ta trả có 2.000 ư. Các bạn đừng thử nhé, 2.000 ư thì con tôi nó tính toán, nó bảo là 2.000 ư là vừa đủ sống đấy. Đấy là nó còn có học thức đấy, nó còn có học thức đấy, là cái bằng của nó, cái lương của nó còn cao đấy nè, còn lao động chân tay như bọn em, còn lâu nha anh nhá, lao động chân tay như bọn em, một ngày 8 tiếng, một tuần là
8 năm 40 là 40 tiếng, nghĩa là nó gọi là đủ giờ cho nó đấy. Đấy, đủ giờ cho nó đấy, một tuần 40 tiếng, 40 tiếng ở bên đây chỉ được 1.500 euro hoặc 1.700 euro thôi, tùy theo từng xưởng nó trả nữa anh. Đấy, một tối thiểu chỉ được 1.500, 1.600 thôi. Đấy, không có hơn đâu, euro đấy. Đấy, nếu mà lao động ở chân tay như bọn em đây nhá, là nếu như cái tuổi như em, bây giờ em 4-5 tuổi thì nó trả 10 euro một giờ. Đấy, 10 euro một giờ là chưa tính thuế nữa. Nếu nó trừ thuế đi rồi, cứ 37% đi rồi, thì chỉ còn được 7 euro. Đấy, thì anh bảo là 7 x 8 bằng 56. Đã. Ví dụ 8 tiếng đi, 7, 8, 56. Đã. Đúng không? 56 euro một ngày. 56 euro một ngày. Nhân với 10... Không, bây giờ nhân 10 ngày là 560 euro. Một tháng làm 26 ngày. Các bạn nhân đi. Đấy. Trời vỡ mồm ra đây, còn tiền nhà đấy anh tưởng đâu có phải đơn giản. Nhưng mà nói chung là theo anh nghĩ là này, ở đâu thế thôi, ở Việt Nam thế, ở nước ngoài thế. Ngoài làm một shop em phải làm hai shop, hoặc là em năng động em kinh doanh thêm nọ kia thì gặp thời thì nó sẽ giàu, đúng không? Đó, ví dụ như cái dịch Covid này thì nói chung như em chẳng hạn, là ví dụ các cửa chính phủ tất nhiên người ta cũng giúp, nhưng mà tôi nói với tất cả bạn, nó không thể nào giúp được hết những cái sự có thiệt hại của mình. Dạ đấy. Đấy, trời ơi khổ lắm anh ơi, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái Covid này này, những cái thằng ba que nó cứ bảo ở Việt Nam chết là chết cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam mình nhá. Nhưng cái Việt Nam mình, tại sao ý như em nói Việt Nam mình đấy đấy không đáng kể, gạo thì nó quá rẻ. Gạo ở bên đây, các anh chị ơi, gạo ở bên đây nhá, trời ơi nó đắt lắm các anh chị. 2 euro tính ra là 50.000 đồng một ký gạo, mà gạo bình thường đấy, chứ gạo không có ngon đâu đấy các anh chị ạ. Trời ơi, không phải đơn giản đâu. Sống tất nhiên ở bên đây kiếm được cái đồng tiền nó nhiều, nhưng mà chi phí nó cũng hết không còn mấy đâu anh ạ, không còn mấy đâu. Như các anh chị ở Việt Nam có nhà có cửa rồi, hầu như 99% có nhà rồi, đúng không? Đấy, các anh chị đi làm 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, hai vợ chồng 20 triệu, các anh chị sống song sinh. Đấy, sống song sinh. Đấy. Ở bên đây các anh chị nhá, nếu như em đã thuê nhà rồi, em mà đi không đi làm 3 tháng nhá, là nó cho mẹ em ra ngoài đường, không có tiền nhà trả. Đấy, tiền nhà ở đấy, nó trục xuất mẹ em ra ngoài đường luôn đấy các anh chị tưởng mà. Đấy, đâu có phải đơn giản đâu. Đấy. Mở mắt ra là phải nghĩ một ngày phải có 200 euro hoặc 150 euro. Đấy, 150 trọn vẹn đấy các anh chị ạ. Đâu có phải đơn giản đâu. Như các anh chị, nếu như các anh chị có nhà có cửa rồi, các anh chị nếu các anh chị thích thì các anh chị ở nhà, các anh chị không thích thì các anh chị đi làm túc tắc vậy thôi, không cần thiết. Có ta đi làm ít thì ta ăn rau cơm muối, ta không lo cái tiền nhà. Nhưng mà ở bên đây lo cái tiền nhà vỡ mồm đó các anh chị, cái tiền bảo hiểm nữa. Cái bị tiền bảo hiểm, tại sao các anh chị thấy ở bên đây cái bảo hiểm của em nhá, mỗi một tháng là em đóng 125 euro, thì nó tính vào 3 triệu tiền Việt mình một tháng. Các anh chị ở Việt Nam có bao nhiêu? Đúng chưa? 700 trong vòng 1 năm. Đấy. Trong vòng 1 năm. Đấy, bảo hiểm sức khỏe đấy, bảo hiểm y tế đấy. Đấy. Thì rõ ràng thì con em đi bệnh viện thì nó được gratis thôi, thì nó được miễn phí thôi anh. Nhưng mà mẹ đã đóng bố cho thằng con rồi. Đấy. Hai vợ chồng tính ra nó là 6 triệu tiền bảo hiểm một tháng rồi đấy. Đấy. Rồi, ok. Một năm là 60 mấy triệu đấy anh chị ạ.